Hôm nay tôi có một cái nick rank vàng các bạn ạ, chuyên đi để đi khảo sát tình hình, đi điều tra để xem các cao thủ trên 500 bros dạo này học hành tiến bộ đến đâu rồi. Chứ còn học như thằng Fujin thì tôi Anh cũng tuyên bố luôn là trong hệ thống agent của Valorant thì mình đã tập tập nhuyễn được hai con tướng, hai con agent con gì anh đó là Phoenix và Zed. dẹt à? Ui anh dùng bắn dẹt á, tôi bảo vệ à, rồi lại em bị ảo, dạo này em bị ám ảnh thằng Fujin bắn dẹt anh ạ, bài tơ chúa luôn dẹt, nhưng lúc nào cũng đi sau cùng, sợ thực sự. Ngô Ngô Văn Ten là anh Dũng Ừ anh Dũng ạ? tên 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 chất đâu, tên chất tên đâu, chưa tên đâu chất đâu, thế giới nó có Ten Dẹt thì ở Việt Nam phải có Ngô Văn Ten. Sài Gòn mưa to vãi lồn, Anh ui em nghe được chưa nhở? tối đen, trời Nghe tối đen, rồi. các bạn nhìn thấy mưa to Anh em bây nghe thấy gì chưa? rồi đây, bây giờ là 3:16 chiều rồi, trời tối om như mực kìa, các bạn nhìn không. A few moments later. Ô đi mẹ, thằng nào tanh vào sai nhanh thế? Ui đất Cái đi ui tao 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 ui ba ba heaven ui nó lắp ra kìa bom đi thế anh ơi. City có địch nhá. Heaven còn chứ. Mũi trưởng mình vào vãi lộn nhanh. Bắn bắn hộ, bắn hộ, bắn hộ, bắn hộ. Con mẹ ông dẹt lồng nào đây? Ui giời. Ben của đấy bắn hộ tao cái thì cũng dẹt là mũi trưởng mình. À không không, bên tỏ. Anh Ngô Văn Ten anh tanh cơ đi, đằng nào anh Sài không Gòn có đang súng mưa à. Các bạn nha, mưa to luôn. Anh tanh cơ đi. Được được được, để anh tanh cơ đi. À, anh tanh cơ đi. Né mẹ à, hết ra đi. Xây này. Anh chạy thẳng vào sai nhá. Được. Vào đây. Chờ. Đấy, thấy chưa? Mẹ nhìn mặt trời mà không trời loạn. Ui, cho bom, cho bom, cho bom. Trắng, trắng, trắng. Tại sao vẫn là tao chết nhỉ? Địt con mẹ nó cay vãi cả luôn. Sao anh Dũng đi đầu nó đéo bắn đấy à? Saga Heaven, Saga Heaven. Mặc em ơi. Saga Heaven nhá. Mẹ, hai bên cuối, hai bên cuối. Còn hai mà. Ui, địt mẹ. Vai lồn, đạt mẹ mất à, cày vai lồn. Tại sao lại là tao nhỉ? Tại mày chạy cũng kịp chứ quả đấy. Có bà vỡ lát của con Zoro cái like em bị bù. Anh em giải tán hết đám đông. Mỗi bê thỏ chạy đâu kịp. Một ông dê trái, một ông dê phải. Em lùi con mẹ về sau ấy. Mình... À, tao tao dê vào cái hốc rồi, tao chạy được vào cái hốc. Bắn đôi lít này thì chỉ có tanker đánh vào sai thôi. Đúng rồi, chỉ có lao thôi. Có set up được gì. Lao đi, lao đi, lao đi, lao đi anh em ơi. Anh Dũng rồi. Anh Dũng đi đâu? Đây tao đây. Quay là quay mi. Ui 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 ui. À đây rồi, hai vạn cơ mà. Đây đây đây, được rồi. Anh không cảm ơn em à. Đây này, vừa đây vừa bắn chết con mẹ chúng nó đi anh em. Không vào đâu. Nó sai rồi này. Ui, địt mẹ mắc kẹt rồi. Kìa 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 kìa, một sai một sai. Heaven 1, Heaven 1, ai cầm bom, tao à? Máy giật vãi lồn. Bắn cho nó hiểu thế nào là studio FPS đi các em. Hay. Ui, khéo ấy. Ui, ngu. Anh bom chém ra được thằng đấy đấy. Anh men câu đấy. Không, tao đều chém ra, tao về B, tao phải hack não nữa chứ. Mình não to mà, đéo thể chơi mấy thằng não nhỏ được. Ơ kẹt, kẹt thì, cái lột đi. Thì anh ban đi anh. Bay nhá. Ban tự xử lý nhá. Đường ai nấy đi rồi. Tao đi vào Sài Gòn rồi. Tao đi vào Sài Gòn rồi Ben nhá. Mày ở Hà Nội nhá. Đấy. Ui trời ơi, Hà Nội nóng quá, Ben không chịu được rồi. Nó chạy lại, nó lại chạy ngược về A, nó sẽ đi đường city của bên ok mình, ok ok. Thế thì địt mẹ tao lập cái chốt kiểm dịch ở đây thì thằng Covid nó chạy đường trời. Heaven. Thế à? Ờ, nghe rồi. Hai cuối ngu. Dầm. Ui di chuyển. Ui nó khéo chưa? Ui. Em nhà ở đâu thế? Địt mẹ, mày tìm thế đéo là được. Mấy cái thằng trẻ con này.
luôn mà. Láo lồn. Đây là anh tanh vào sai cho này, anh quán tiêu rồi này. Không, ai ai lại cho người không không 61 được. Anh Dũng không 61 thì. Để tao vào sai, để tao vào sai. Nhưng mà đâu, sao anh Dũng 5 round mà anh Dũng chết 6 mạng. Chết rồi, ngã chết rồi. Đấy, thấy chưa? Một mạng kìa, bắn tiếp đi. Thôi xong rồi. Một CT. Hai cuối gu, hai cuối gu. Tao cầm bom à, tao cầm bom à. Hai cuối gu. Ôi. Tao cầm bom à, anh bom, anh quên rồi, anh quên cái gì mà bom không đặt rồi. Thôi anh bắn nghiêm túc rồi. Nghiêm túc. Anh Dũng ơi. Khởi động anh Dũng ơi, khởi động anh Dũng ơi. Anh đi anh em mày, tay người mạnh mẽ lên. Ôm đẩy mít. Hay. Thôi máu ra. Thôi hồn. Máu cháu. Quán á, anh có lát, anh flat. Ôi, đít mẹ nó. Nó đắt đâu. Rồi. Nữa, một hai phần nữa. Đéo có sờ mốc, cứ ra bắn nhau con dẹt khổ quá rồi. Hồi sinh em. Hồi sinh anh ấy. Vẫn heaven một kìa. Tại sao mình không được chọn để hồi sinh nhỉ? Cay thật. Hay. City một Minh ơi. City. Ui. Thịt mỡ nó tanh qua luôn rồi anh ạ. Mày kê sau lưng lập lồn đi, mày có cái tường ấy. Đây. Heaven cuối. Mày vừa nhìn thấy nó. Thì anh làm được. 1v1. Không bắn được thì chết. Cuối ngu, đừng bắn. Kê mẹ nó, kê nó, đừng bắn. Đi vào gần đi, Kiên. Nó dịch chuyển về rồi sao? Em đã biết đâu. Kiên bên trái rừng gỗ. Đấy đúng rồi, quay mặt đi. Ủa thôi đi. Spam ấy. Không phải spam, mình tay to mà. Cuối ngu bên trái rừng gỗ. Đấy. Anh Dũng ba con một rồi kìa, ba con át rồi kìa. Anh Dũng. Anh chỉ vô map rồi, anh chỉ vô map thôi. Lấy kỷ lục mới. hồi sinh chết nhiều. Rồi đúng rồi, slow đây đi. À bi mình dựng tường rồi. Ừ thôi. Dựng tường rồi. Bắn xây nó trách nhiệm. Ui giời ơi, mẹ chóng bắn. Không 12-1. Thằng nào cũng bắn thỏ vãi luôn. Anh mà. Thì game vẫn đi 2 game thì vô. Kêu lên chứ. Điệt con mẹ. Mẹ bên thỏ. Điệt con mẹ một cười mẹ đái. Bên cười là thôi luôn, anh Ben quay lưng một người anh mà. Anh Ben nói không luôn. Anh bảo này. Gì? Mấy thằng mà chơi mấy cái con hồi sinh ấy, cái việc mà chọn ai hồi sinh nó ảnh hưởng đến lương tháng đấy, nên cố gắng mà chọn cho nó đúng. Đấy nghe nhá, thì anh nghe. Thì anh đấy. Em trách nhiệm. Được. A đồng nhá. Về A luôn này. Ôi. Có một bên này. Chết ngay. Mẹ mày Ngô Văn Tên mạng đầu tiên nhá. Ôi, một nữa em ơi. Lên Harvard rồi. Em chết rồi. Hai. Ơ, trong A rồi đúng không? À đinh rồi, một đinh rồi. One enemy remaining. Bom rơi A này. Spike down A. Đây. Mẹ mày láo nhào. Bắn cho nó hiểu thế nào là stu FPS. Ôi, anh Dũng. Anh Dũng giết được một người rồi kìa. Em sử dụng con mạng đầu tiên. Cày thế. Heaven 1 đấy. Heaven. Dựng tường, tao bảo phải dựng ở trên cơ mà, đít con mẹ. Thì anh dựng cái tường vãi lộn. Dựng cái tường chứ con cặc kìa, đít con mẹ. Nó về ở Heaven B. Ơ sao nó trong B ở đây. Đít con mẹ, chơi game đầu não vãi lộn ra đít mẹ. Mình sao nó lại ở trong bay kém? Hoàn sao sao em chỉ là trận đấu thường thôi, trận gấu map mà. Thì anh ta đã bảo rồi, địt mẹ dựng cái tường kia thì đeo nghe. Em biết rồi, tin, anh Dũng đòi đẩy. Tin ai đeo tin đi, tin 1-15. Cái gì tao tát chết mẹ comment giờ chơi game đừng kỳ thị. Bên cũng súng nhở. Hai, cho anh khẩu súng, Được. Đấy, nhặt súng đi anh, nhặt đi. Chạy ăn nó nhá. À nhặt hơi khó. Đây có một địch vào không? Cẩn thận, nó nhảy được ven. Nó nhảy được ven. B ở ngoài. Bom rơi. Bom rơi trong. Bom rơi bên men. B ở ngoài. Slow lên. Trong có một thằng kìa. Cẩn thận, mong anh vần anh dụng kê vần cho bọn em. Đây. Yếu.
có Heaven có. Một cháu sai cuối. Bách sai là last yếu. Sao nó đấm đầu. Rồi. Đít mẹ à mày ra đi, ra đi. Mẹ. Lao nhà. Tao lại uống viên thuốc đau đầu phát. Anh Dũng khởi động đi anh Dũng. Vẫn đang uống. Đừng kỳ thị người mới chơi, để cộng đồng phát triển thì đừng kỳ thị người mới chơi. Mẹ sao thằng Minh xin súng đắt tiền thế? Thì mất công xin trả xin đắt. Đít cỡ. Đít cỡ. Bê đông nhá. Bê đông lắm các anh ơi. Mày bê luôn này. Ôi anh Dũng ở đây đi, em bê bê. Ờ. Ít con mẹ à, cái thằng kia cầm Odin ngồi góc như con cặc này. Trong bê hai rồi. Làm được nhá. Vào đây tay đi bên đây. Ok, bỏ lạc kìa. Rồi rồi. Ulti. Nhảy xuống. Rồi hai, trong bom, hai trong bom. Hai trong bom cuối, một trái bên phải. Một ngu một rốt. Một ngu một rốt. Mạnh lên. Ôi phải lăn lỗi rồi bên ơi. Rồi, một rốt bên phải, kìa rốt ở bên. Rốt hai. Kazima làm 3 mà, mẹ em Kazima làm 3. Em cứ lấy hồ sinh. Ngô Văn Ten làm 3, Đừng nói gì thêm. À rồi. Đi tay đi thầy anh. Chịt mẹ em, mày sắp lọ. Chưa đến bom sai mà đã thấy nghe thì hai tin buồn, đít mẹ mày. Động lực. Hút máu. Ben ơi, Ben ơi, chờ anh Ben ơi. Từ, flash phí em. Khoan, anh có. Rồi, đẩy luôn. Ôi giời ơi. Bên trong bom. Cuối, gỡ bom anh Dũng. Gỡ bom bên trời rồi, gỡ luôn. Gỡ. Ôi trời ơi. Đi cho mẹ anh Dũng thằng ơi, mày lồi em đi cho mẹ anh Dũng, mày lồi. Anh ấn nhận nút E, các bạn tìm được anh luôn. Đi cơ mẹ, mày lồi, chừng em mà đi ra. Bán đồ, đi con mẹ. Lộ liều mày lồi nữa. Trắng quá. Mẹ bán đồ lộ liều rồi. Nhưng mà anh Flash anh có côn rồi mà. Flash ít con mà. Anh có pháo hẳn hoi. Mày tanh luôn à bom men. Bê đông rồi. Thằng thấy anh ở lại đấy. Đây. Mù con mẹ. Từ anh ơi nó vào dẫn em. Đít con với anh Dũng. Cây vãi lộn nó có mù lộn đâu em mù mà. Thế à? Ừ. Lôi anh. Vãi lộn. Mít có này. Nó vào này. Không vào được đâu. Mít có nhá. Nó đang tập thể dục ở ngoài bên kia đông lắm. Mít đông rồi, cái gì đấy? Bật một cái. Anh Dũng đâu rồi? Đi con mẹ vãi lồn. Bị vướng cái tường. Vướng cái gì em vãi tường rồi còn gì? Đừng lấy mà bắn. Đi con mẹ. Anh Dũng thí em vãi lồn. Anh móc hay như thế rồi, súng yếu quá. Mẹ đang đứng cương với nhau một anh em mỗi thằng một trước một sau thì mẹ bỏ nhau luôn. Sống lối thực sự luôn. Đoàn kết anh em ơi, đoàn kết. Từ nhá. Làm được nhá. Một bách sai. Một bách sai. Ra luôn thế anh. Rồi, đẩy luôn. Một bách sai. Có vua phải mấy. Đấy. Một hai trong bom, hai trong bom. Một trái bất phải. Có flash đi. Flash. Em tao đấy. Ben em tao đấy. Flash đi Ben. Ôi. Ui giời ơi. Cũng là cái tên có chữ ten ở trong mà sao ten này nó lại ấy thế. Đéo có thể tin được. Đây, đây này, tao vứt súng đây, tao mua op này. Hai op. Ba thằng ơi, đi vào nhìn ạ, đéo kịp solo ạ. Như nào đây, như nào đây? À bắn bình thường thôi. Quả flash là được. Anh Dũng ném em quả flash là được. Flash này. Địt con mẹ, nó cũng op. Cô tiêu thế anh về cứu tao thế anh. Kìa ném slow luôn, bi bên luôn. Ném ra. Ôi mít bóc rồi. Bá viên à. Bình tĩnh. Sorry. Đã hết rồi. Mẹ. Anh gọi lồn. Em cứ kiểu anh sắp chết đuối nơi. Alo. Còn ai không? Spike planted. Đây rồi, được. Anh đang làm 2. Kasima làm
Mẹ e biết thì đéo bắn ọp nữa. Như cặc. Flash, bên ơi, chờ. Đi vào trong của smoke đã. Đừng flash kiểu đấy anh Dũng ơi. Anh ra bên ơi, Dũng anh ra. Ọp à. Đúng rồi, đi anh Dũng. Anh ra. Đây, anh đang ra. Anh đang ra. Ô, chấm dao trên bên. Anh trên anh ạ. Attackers win. Anh Dũng đúng là bên cổ vũ, bên bên hậu cần này nhờ. Anh đang ra. Nó chém dao chết anh Ben luôn mà. Bắn mình cười. Địt mẹ, bắn cứ bắn bom sai bê như thế thì cứu làm sao được Ben nhờ. Đúng. Chịu mày thôi. Chịu. Thật, bắn thế thì thôi, bắn thế thì có mà ten Z chứ tôi chỉ Ngô Văn Ten thôi. Nói chung là trận vừa rồi là chỉ là warm thôi. Anh em bình tĩnh. Trận vừa rồi warm, trận này anh em mình up đúng không anh? Tưởng luôn. Sau đầu là xỉu up xỉu down. Nhưng mà bom ơi, gì? Tao đang đứng trên này mày nhìn thấy không? Nhìn thấy, rõ vãi lồn luôn. Mày làm sao để rơi xuống mà không mất máu? Thì nhảy vào cái thùng này này. Nhảy xuống cái thùng này. Đấy. Nhảy đâu nhảy xuống cái thùng đấy, này. Đấy, thùng này này. Ôi trời. Còn mẹ em còn mất nhiều máu hơn. Đi cờ mẹ mày giúp tổ hải vãi luôn. Nhảy lúc nào là vấn đề của tao. Đi ra, tao đi chạy. Béo quá. Mẹ bắn đéo chết ạ. Súng như con cặc. Biết thế bắn spectre sẽ sắp phải một. Đấy, chỗ sau quả smoke. Đấy đấy. Có flash đấy bạn. Cứ từ từ. Đấy, hết tự độc chuẩn bị hết này, hết rồi. Hay rồi, hết rồi. Chuyển hay rồi. Sau bom em ơi. Một long. Một long, một shot yếu. Shot yếu, một long. Kéo chưa? Em chạy tôi đấy, em tôi đấy các bạn ạ. Hai thằng về shot rồi. Em tôi di chuyển đấy các bạn ạ. Xong em tôi đéo tìm thì ạ. Đi con mẹ. Rồi lo cuối gỡ được. Vẫn là em tôi nhá. Gỡ một nửa. Nó bắn lỗi gỡ luôn. Nó bắn lỗi địt con mẹ một cười ơi. Nhà quê vãi lồn đấy địt con mẹ. Cắt vết như thế giới. Bắn như là nhà quê. Lỗi à. Bó tay địt. Cắt vết cắt vụng cái thứ địt mẹ thế giới vãi lồn. À có ấy, A Đông. Biết. Đi mẹ. Một yếu. Ai vào. A Đông nhá, đừng chết nhá, dẹt đừng chết, chưa vào sai. Nó bách. Ôi, bắn lỗi rồi. Ê, đạn đi con mẹ. Súng đây thấy đạn như cặc kìa. Kìa nó vào A. Ôi chả vào A, địt mẹ nó giết tao đâu, vào A đi vào đâu. Lột phía anh. Ơ với A. Em đâu. Xem nó ở đâu. À. Chưa bom. Này, Ben đỏ này, em tôi đấy. Chưa bom. Bên C đấy nhá. Cứ bình tĩnh Ben ạ, cứ bình tĩnh. Check xem. Rồi, City. City. Ôi, mũi trưởng mình bắn dẹt. Đấy luôn, đấy luôn, đấy, đấy, chỗ đấy bên trái. Nó mắc khớp, mắc khớp anh ạ. Sao nếu không dùng được con này có thể chạy ra sau lưng nó có một cái dịch nhưng mà tùy từng lúc thôi. Cứ tự tin lên Ben ơi, không sợ. Bây giờ thua. Cứ mạnh mẽ lên. Thời gian vẫn nhiều nhá. Lần này xem nó có lỗi đâu. Một long rồi. Long cuối. Long cuối. Long vừa bắn cái độc mà. Ôi gỡ. Ui giời. Kịp. Không kịp rồi. Kịp không? Đéo kịp. Quyết tâm mà được anh ơi. Đéo được. Ok chưa? Rồi. Một A này, từ. Chưa cho anh ơi. Sao bốc này. Đông A. Từ. Chặn ai sót lại luôn ấy. Không, chặn hai log rồi. Thế anh slow lại đi. Rồi đây, từ anh Dũng ơi. Này. Nếp. Ra. Một trái đấy. Em ăn được trái luôn. Đó. Anh Dũng đâu rồi? Mẹ. Bắn đéo chết. Đéo chết à? Đi cơ.
Cứ hồi sinh đi mày full ulti được gì nữa. Cứu tao ấy, cứu tao nhá. Rồi rồi. Vãi lồn, hai anh em ở gần nhau nó chọn bomben nó chọn mình. Đúng hiểu, rồi, hiểu, 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 có súng hiểu. Ấy, có súng ấy. Bên này luôn. Hiểu hiểu, tháng này biết lương bao nhiêu rồi đấy, hiểu. Đấu. Vãi lồn. Cuộc sống nó vãi lồn vậy. Chỉ có một cái. Từ 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 từ. Cái thì phải biết lười mà lựa chọn. Em ấn nhầm. Em có spawn spawn này, vào đây. Ờ. Bình tĩnh ơi. Ôi. Một city. Còn mẹ em phá cái đấy ạ. Một trong bom, một trong bom. Yeah, nó sau lưng mày một lo cái sao ấy. Vừa thấy bay. Đấy, một thằng ở short rồi. Oh. Save đi, save đi, save đi. Còn đấy mày dùng cái bất tử thì mới chạy kịp được. Biết thế, hồi sinh anh Dũng. Trời ơi, quan trọng nó là lựa chọn đấy em ạ. À. À này, à đánh này. Đấy, anh thắng rồi đấy. Anh làm quả flash shot đi. Phải đá em bọc A. Ôi ôi còn mẹ. Vãi lồn anh Dũng bắn. Sợ vãi lồn. Bảo ra lồn thì không ra, khổ ai. Cứ lồn con ở nhà. Để cộng đồng phát triển các bạn ơi. Để cộng đồng phát triển thì đừng kỳ thị người mới chơi. Ai? Mọc. Vãi lồn. Đây đây. Tại anh Dũng cứ nói mic to ấy, chẳng nghe cái lồn lên Heaven người sao ấy. Cái Heaven kìa. Smoke lên, gỡ. Bom kín mà. Em gỡ nó phải xuống mà. Gỡ một nửa đi. Ăn nó đi. Ấy, thoải mái. Mình cũng là em anh mà. Vãi lồn. Em vừa rút được quả thần lâu ra thì anh Dũng bảo. Ôi sao chúng mày ơi. Bảo là nó rớt thì chạy. Ngon. Ôi trời ơi, khổ vãi lồn. Anh Dũng ơi đừng lấy đi, em bật ulti em bắn chết cụ chúng nó luôn này. Được em ơi. Vẫn thế đúng không? Em biểu diễn highlight cho anh xem. Anh cứ đứng đây thôi. Được. Anh đứng xem em nhá. Ok, đừng xem anh nhá. Thấy thế mà chúng nó tan vỡ đội hình là anh cứ lao ra mà ăn thôi. Ok, mua vé rồi nhá, mua vé ngồi xem rồi đấy. Siết thú, một đêm duy nhất. Right here. Qua này. Ôi, em the hunter. Ok, có gì bom ơi. Hay. Ui giời ơi. Siết thú đúng không? Đấy, nữa này. Flash đi, rồi, ăn thôi. Ôi sao anh flash mù vậy, không ăn được nó. Nó bắn khỏe quá. Ôi, tiểu chúng to thế. Nhặt khẩu ốp của em nghe anh Dũng ơi, bên trái. Đâu. Đấy. Ôi giời ơi, mày. Xếp ốp đi anh Dũng ơi, đằng sau ra ngắm ốp trực diện cho em. Được. Ok. Hiểu, bạn ơi. Hay Ben ơi, cố gắng lên em ơi, làm hết đi Ben ơi. Hay Ben ơi. Hết máu rồi, hết giờ. Đưa đi Ben ơi. Chạy được. Nhảy. Chạy đi Ben ơi. Quyết mà được anh ơi. Anh Dũng nhanh, đã lên lời rồi. Anh Dũng đã lên lời rồi. Nhiệm vụ này người ta là gì, chỉ làm thế thôi. Mình phải dứt khoát. Đây, anh Dũng cương đây. Được, anh cương. Dũng bắn off luôn à? Anh off luôn mà. Có. Off hit có. Biết nhiều tiếng. Trắng các bạn ơi. Rồi đây. Từ, bên trái. A có này. Đúng rồi, bên trái đấy. Chết một. Nữa, A đông. Rồi, từ anh ơi. Bên trái 2. Bình tĩnh. Thằng nào nhìn sót. Đây. Bình tĩnh. C vẫn còn tiếng nhá. Không có A. A chạy rồi. A chạy rồi. Không có long, anh đẩy long đi. Cầm chạy, quốc ấy, đẩy long đi. Anh Ben ơi, bắn đi, em fake cho này. 3, 2, 1 fake này. Bắn đi anh ơi. Ôi, đưa khẩu op cho anh thì khác gì mẹ mày. Thả hổ về rừng. Ô, rao đấy, rao cuối rồi à? Cuối rồi. Được bắn op mỗi rao ạ, đi. Hổ về rừng nó phải bị chói anh. Đi mẹ.
Lên. Bên đây flash đi. Flash đi bên. Phá tường, phá tường luôn. Đẩy lên kia, bên phải, sát phải, sát phải một, sát phải một trong smoke rồi. Ôi kìa. Đằng sau sau long một. Ok ok. Hay. Cái CT em gái, cái CT không phải lo, không phải lo. Làm chết ngay cái thôi. Vài máu em gái thế nha. Thằng Ben Thỏ mua Deagle round này cay thật. Một op B. Trong sai kìa. 8 viên nhá, mình về nhá. Ôi giời, Minh ơi. Đổ thế. Nguyên nữa. Hay. Ok, kìa, okay, okay. Sao anh em. Cuối ốp. Không sao anh em. Trốn đi Minh ơi. Trốn đi. Trốn một trái đất phải đi, trốn kỹ vào. Rồi, nó bắn ra, nó chỉ bắn được một bên thôi. Lùi lại Minh ơi, lùi lại. Đấy. Nó check cho khó, kệ nó đi. Topping bom cho, đấy, spam. Ít mẹ mày ngu gơ, thế đéo được quả bom này. Mẹ có con Viper trong này. À, vào đây. Mày hack thằng B, hai B. Quá nhiều thông tin rồi đấy. Trong bom. Một đứa, có xây nữa. Check shot đi. Bảo hết. Tao bảo check shot đi, còn xây nữa mà. Đi. Check, em có check, nó ra nó xong lọ người em gần mà. Ở sao? Để tao đặt bom cho. Đặt đây. Ui, mẹ thỏ vãi lùn ạ. Ui, em tao đấy. Không, em vừa kìa. Ui. Nicker đó. Đấy. Ốp rồi anh ơi. Rồi anh bắn vắt mặt nó đây. Một one hit. Được. Anh kê bên này rồi, bên đây. Anh kê bên này rồi. Chỉ một viên. One hit không kill. One hit rồi. Nhưng mà nhất quyết là mình không đặt bom đúng không anh? Không, đặt bom làm gì? Mày đang cầm bom ấy. Không được rồi. Enemy spotted A. Ôi, anh bom. 10 seconds left. Spike planted. Standing ahead. Last player standing. Mẹ à mày, thế thôi. Nhất quyết không đặt bom mà. Đúng bắt tủ anh khác thắng ngay. Em cho chim thằng Minh nổ trước nha, xong rồi một con chim nữa trong bom để cho thằng Thế Anh tanh vào thôi. Có thằng ở đây này. Thôi nổ, tanh vào đây thế anh ấy. Chim mày không bóp à? Bóp đi, chim đi. Tách vào kia, hiện đây kìa. Lên đi. Bóp chim đi. Chim mày đéo bóp à, địt mẹ. Móc rồi. Mày lồn thả chim đéo bóp. Bắn Sky là quê vãi lồn. Kìa, một móc. Nó bị mắc khớp, anh mắc khớp quả đấy bóp cả đồng đội ơi. Điên là mày cứ bóp đi, thì con biết đây kìa ở gần hay không? Địt con mẹ. Nó mù đấy. Mày lồn. Có nghiệp thì nó đã chạy rồi. Thịt mẹ thả chim như này. Thằng tuổi rồi vẫn phải dạy bóp chim như này. Thằng Minh mới biết nghịch chim. Thịt mẹ hiểu không? Lớn đầu rồi còn đi chơi chim. Thịt con mẹ. Bóp đi. Thịt mẹ anh em đi cơ. Bóp đi thì đéo bóp. Thịt con mẹ lớn. Lớn rồi chơi chim. Lại. Thịt cứ bóp đi. Mẹ mày thằng bom men côn bóp đi thằng Minh cứ xuống đúng quần đéo hiểu. Đéo có đi cửa gần. Thả chim vào đi. Phá tanh. Trên cần heaven. Lâu lắm rồi đéo để đi. Mẹ mày sắp băng hỏa đây anh ơi. Từ. Vẫn là được 3v3. Hai B rồi. À 2A. Nào ra đây bắn đang dẹt thôi. Một hit vào đầu này. Toàn một hit duy nhất rồi. Ăn luôn. Rồi nữa đây. Đây này. Rồi lên đi ra. Có một thằng nữa. Brimstone vừa CT. Em chưa cuối anh ơi. Chưa cuối. À rồi. Nó sau lưng kìa. Nó đuổi bên rồi. Đặt bom đi. Nó mid. Anh cầm bom. Nó mid nhá. Đóng cửa vào.
Vòng long ấy, đi hai đứng hai. Rồi, về long đi, về long đi. Cẩn thận móc long được, nó vừa ở mid rồi. Standing ahead. À, lấy heaven. Em. Rồi, anh biết rồi, không phải lo. Mẹ, nó không giết được anh đâu. Mình bắn hay thật. Hai bị đồng luôn mà. Hai. Để tao chụp ảnh cho chuẩn bị bắn đấy anh em chuẩn bị tinh thần này. Đấy, bố tao của thằng. Hai thằng heaven, hai heaven. Rồi. Kìa bắn đi. Bắn. Bịt mẹ đéo chết. Cú hack. Kìa, lên chơi nó, chơi nó. Chơi em em gái sofa còn nước kìa. Em gái sofa còn nước. Lên. Ui, đít con mẹ. Ôi ơi, đít con ơi. Vãi lộn. Em gái sofa còn em gái sofa còn nước kìa. Đít mọi. Chết. Cái câu từ này là của mấy ông hay ngắm gái này. Đít mà. Đánh bê, đánh bê, đánh bê. Còn ngọt nước cơ. Hay không, hay không. Hay vãi lì luôn. Đít con mẹ. Địt mẹ mày. Ủa, đây. Ở đây này, cuối đây. Cuối đây này, cuối bên trái anh. Cuối bên. Về vào ấy đi. Đóng hộp ngay, địt mẹ mày, đóng hộp ngay. Chúc mừng sinh nhật ngay. Không được đâu. Chúc mừng sinh nhật ngay. Không có. Sót có. Cứu em với. Đấy. Anh Ben ơi, cứu em. Dựng tường. Mẹ. Shot down. Yếu. Shot down. You will not kill my ally. Cứu mẹ người. Flight planted. Take flight. Có một trái bất phải đây. Find them. Ôi giời ơi. Ai? Ai? Shot cuối. Mẹ. Last player standing. Revealing area. There they are. Hey, standing ahead. Dài thảm lửa vào đi vào anh ơi. Sót. Đấy khoan. Địt mẹ sao bao nhiêu đua lít mà tôi cứ toàn thành đi đầu nhỉ. Địt mẹ anh em bắn phát luôn. Hai heaven. Lúc nào cũng là mình chết. Mẹ đua lít thế anh bắn chán phát luôn. Đâu. Mẹ ném qua smoke mày đát vào đi. Địt mẹ bắn cung như thế rồi đã đều có ông sai rồi. Anh bé cầm bom. Từ từ. Rồi, một shot, một heaven. Đúng không? Heaven một kìa. Cứ bình tĩnh, em có chịu cuối rồi. Hai heaven rồi. Hai heaven muốn nhảy xuống kìa. Một nữa, heaven nữa. Nó dính của mày rồi sao? Hai. Rồi bọn tao bắn cho bom xe A của nó, mẹ mày tổn thất nặng nề luôn. Chết một yếu một. Nặng về mặt tinh thần. Mất tinh thần một. Ở dưới này. Trốn gì anh? Giữa sai không có đâu. Có chợ đông. Ui. Anh chú. Lát anh vào luôn nhá. Địt con mẹ. Nó có smoke. Cái thế. Ở đây nhặt cái viên đi ơi, bên đây. Nhặt cái viên. Từ từ. Đấy, ra hồi sinh tao. Ra mít cứu rồi hai anh em ra hỗ trợ đi. Ô chạy. Thôi sao? Chạy ra hồi sinh. Đấy mít đi đẩy lên. Hồi máu em. Hồi máu cho nó đi rồi ra mít hồi sinh. Mít đẩy à? Ăn mít rồi, ra hồi sinh. Nó bắn tiêu tao. Kệ cứu tao mít dưới chân. Đấy. Kệ nó bắn ulti anh vậy. Có hồi máu thì gặp em nhá. Vãi lột tao yêu máu à. Đi mình ơi, đi chồng check. Bom rơi rồi. Đi nè, mình rất chó, check lại. Từ. Tao check, từ, đồ đang check. Chụp một đằng, hai đằng luôn.
Còn nữa hai thằng thẳng hàng nhau. Chụp ảnh, chụp ảnh. Chụp ảnh, chụp ảnh kỹ lắm rồi. Đẹp lắm rồi. Đi con mẹ. Teammate với nhau mà bắn mà kệ là hỏng rồi, là thua rồi. Biết ngay mà. Thả chim vào mid này. Rồi. Hai. Có. Along, along rồi này. Em về shot này. Kinh ngang đi. Nó vào rồi. Chết. Vào trong bom rồi. Trong bom cuối, trong bom cuối. Ui, sốc đạt địt mẹ mày. Sốc đạt vào mặt ngay. Trình độ sốc đạt nó phải như thế. Địt mẹ bố phải tính toán hết rồi. Có nó đứng bê đông, nó đứng bê đông. Mù hết rồi đấy. Em hóa chó này. Ui sai ơi. Ui sai ơi. Vào ra được bê đi. Mẹ thằng Ben Thỏ cay thật. Lại anh xuống chết rồi. Mẹ Ben Thỏ nó bết tao cay thật. Em bết anh đâu. Minh. Thằng cung này. Found them. Thế anh ơi, em mù ở ngoài anh chuẩn bị chơi này. Mẹ. Chỗ ấy đéo đục rồi. Có ra. Bom rơi, bom rơi. Nó check thôi chứ nó không phải nó biết đâu. Rồi, phải ăn thôi. Rồi, từ từ thôi. Hai viên. Rồi, ra chơi đi. Nó get out gây nó dao rồi nhá. Nhà nó đi nhá, đừng để cho nó nhặt bom. Bom nó chạy mẹ mất thì bây giờ mày xử lý lại khổ. Em đẻ ra mấy thằng này rồi anh. Được rồi, mày đẻ đi. Không biết là địt mẹ thằng nào là bố, thằng nào là con nhá. Thằng nào thua là thằng ấy là con. Tìm đéo đi, nó hết giờ rồi mà. Nó phải đặt bom mà. Tuổi lồn gì. Ôi giời ảo ơi. Địt mẹ Bích bây giờ là công cuộc đi tìm bố rồi. Mẹ mày, người bố mất thất lạc lâu năm của mũi trưởng Minh. Mũi trưởng Minh đang đi tìm người bố thất lạc lâu năm. Nguồn gốc ra đời của mũi trưởng Minh. Chúng ta sẽ đến với tập phim tiếp theo. Nguồn gốc ra đời của mũi trưởng Minh. Ai mới là bố? Con này kiểu gì chả ở ngoài anh. Ai mới là bố? Không tiếng rồi nhá. Ai mới là bố? Mày đàn cửa vế rồi đấy đi. Anh Dũng ra bắn đi, anh Dũng chủ động, anh Dũng. Ủa ơi. Ôi thằng bom men móc kìa. Anh Dũng Lolit đi trốn kinh thật sự. Trời ngay ba em cái. Anh gì đâu, anh gì đâu. Anh đâu, em bắt được ngay ba em cái gột nước ở khu vực A-Long nhờ. Trời ơi. Còn nước luôn mà. Ngọt nước luôn. Có B đây. Ui. Nó định vào lùi đi. Nó bật ulti à. Nó đục anh. Mẹ. Nó đục anh. Cho cái tượng ở mid này yếu thế. Cover anh nhá. Vâng ạ. Bên bên có tiếng chạy. Thế mà mình nghe kiểu đéo ra này. Có một bên. Có một bên. Đẩy ra gần đi mình nhá. Anh bật cung cho này. Ui giời ơi. Cái tường ở đấy nó đục kinh quá. Đừng anh Dũng đứng im trong đấy. Cà phê cao cấp.